Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 2, sách Chân Trời Sáng Tạo qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập, trang 90 bài 3. Cô giáo lớp em. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1. Các em viết bưu thiếp để chúc mừng hoặc cảm ơn thầy cô giáo. Rồi thầy giáo ví dụ. Các em có thể tham khảo bưu thiếp viết để chúc mừng và cảm ơn thầy cô giáo nhân dịp 20 tháng 11. Rồi chúng ta có thể viết là nhân ngày 20 tháng 11, em xin kính chúc các thầy, các cô thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Chúng em biết ơn các thầy, cô rất nhiều vì đã dạy dỗ chúng em. Rồi, học sinh của các thầy cô, các em có thể viết tên của mình ở dưới. Tiếp theo các em sang bài tập số 2. Tìm trong hai khổ thơ dưới đây. Bé chơi làm thợ nề xây nên bao nhà cửa, bé chơi làm thợ mỏ đào lên thật nhiều than, bé chơi làm thợ hàn nối nhịp cầu đất nước, bé chơi làm thầy thuốc chữa bệnh cho mọi người. Tác giả Yến Thảo. Rồi các em tìm trong hai khổ thơ này. A là từ ngữ chỉ người, mẫu là thợ nề. B, từ ngữ chỉ hoạt động của người đó, mẫu là xây. Rồi, thợ nề thì họ có hoạt động là xây. Rồi các em bấm tạm dừng video. Các em xem lại hai khổ thơ để các em tìm ra những từ ngữ chỉ người và những từ ngữ chỉ hoạt động tương ứng của người đó. Rồi các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài nha. Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này như sau. Bé chơi làm thợ nề. Thì từ ngữ chỉ người ở đây là bé. Hoạt động là chơi. Làm thợ nề. Từ ngữ chỉ người ở đây là thợ nề. Xây nên bao nhà cửa. Hoạt động của thợ nề là xây. Bé chơi làm thợ mỏ. Rồi từ bé chúng ta gạch chân ở trên rồi, thì bây giờ các em không cần phải gạch nữa. Bé chơi làm thợ mỏ. Từ ngữ chỉ người ở đây là thợ mỏ. Đào lên thật nhiều than. Hoạt động của thợ mỏ là đào. Bé chơi làm thợ hàn. Từ ngữ chỉ người ở đây là thợ hàn. Nối nhịp cầu đất nước. Từ ngữ chỉ hoạt động của người thợ hàn là nối. Bé chơi làm thầy thuốc. Từ ngữ chỉ người ở đây là thầy thuốc. Chữa bệnh cho mọi người. Thầy thuốc có hoạt động là chữa bệnh. Rồi như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành bài tập số 2 này. A, từ ngữ chỉ người là bé này. Từ ngữ chỉ hoạt động của bé là chơi. Rồi, thợ nề thì là mẫu rồi, đúng không? Tiếp theo là thợ mỏ. Hoạt động của thợ mỏ là đào. Thợ hàn. Hoạt động của thợ hàn là nối. Rồi, thầy thuốc. Hoạt động của thầy thuốc là chữa bệnh. Tiếp theo các em sang bài tập số 3. Các em viết câu chỉ hoạt động của 1 đến 2 người ở bài tập 2. Thầy giáo ví dụ. Các em có thể viết câu chỉ hoạt động của thợ hàn. Bác thợ hàn đang nối hai đoạn ống sắt lại với nhau. Hoặc là các em viết câu chỉ hoạt động của thợ nề.
bác thợ nề đang xây cổng cho nhà em. Hoặc là trên công trường, các bác thợ nề đang xây những ngôi nhà cao tầng chẳng hạn. Các em có thể đặt rất nhiều câu. Bài tập số 4, các em viết câu hỏi cho các từ ngữ in đậm. A. Trên công trường, các chú thợ nề đang xây những ngôi nhà cao tầng. Từ ngữ in đậm trong câu này là trên công trường. Thì đây là những từ ngữ chỉ địa điểm. Rồi để đặt câu hỏi cho từ ngữ chỉ địa điểm thì các em dùng từ ở đâu? Chúng ta có thể đặt câu hỏi là các chú thợ nề đang xây những ngôi nhà cao tầng ở đâu? Các em thay những từ ngữ in đậm này bằng từ ở đâu và chúng ta sắp xếp lại câu cho phù hợp. Các chú thợ nề đang xây những ngôi nhà cao tầng ở đâu? B. Bằng cách làm tương tự, các em làm câu B và câu C nha. Các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ làm bài. Rồi tiếp theo là câu B. Bác sĩ đang khám bệnh cho bệnh nhân ở phòng khám. Rồi, các từ ngữ in đậm ở đây là ở phòng khám. Đây là những từ ngữ chỉ địa điểm. Vậy khi đặt câu hỏi cho những từ ngữ này thì các em chỉ thay chúng bằng từ ở đâu và các em sắp xếp lại câu cho phù hợp. Rồi chúng ta có thể đặt câu là bác sĩ đang khám bệnh cho bệnh nhân ở đâu. Tiếp theo là câu C. Trên sân bóng, huấn luyện viên đang hướng dẫn cho các cầu thủ tập luyện. Từ ngữ in đậm ở đây là trên sân bóng. Trên sân bóng là từ ngữ chỉ địa điểm. Vậy các em có thể đặt câu hỏi bằng cách là dùng từ ở đâu. Các em thay những từ in đậm này bằng từ ở đâu và chúng ta sắp xếp lại câu. Huấn luyện viên đang hướng dẫn cho các cầu thủ tập luyện ở đâu? Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em đừng quên ủng hộ thầy giáo bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video. Rồi xin chào và chúc các em học tốt.